Em chào cả nhà mình nha. Nay em giới thiệu đến cả nhà mình một cái bồn cầu. Bồn cầu này hàng bên công ty em mới về. Đây, mẫu đây, hàng công ty em mới về. Cái bồn cầu này cũng gọi là bồn cầu trứng nhưng mà cái cách nước nó hơi vuông nha. Đây à. Cái đây là cái cầu này rất là nhỏ, nhỏ gọn lắm. Nhà vệ sinh mà nhỏ nhỏ thì mình có thể xài cái bồn cầu này à. Đây. Men sứ phủ nano nha cả nhà, men sứ phủ nano nên dễ vệ sinh, dễ chùi rửa. Cái đây là cái nút xả à. Đây là nút xả. Đây. Cái đây là dây cắp à. Dây cắp đây. Ở trong cái lồng đây à. Cái đây là cái nắp à. Nắp là nắp êm nha cả nhà, nắp êm chống ồn à. Kiểu dáng rất là dễ thương. Kiểu dáng nhỏ gọn, dễ thương, dễ sử dụng. Rồi, em cảm ơn cả nhà mình đã xem bài.